Nhi chia cả lạc si thép S bàm bấy, vì chỉ bọn bơ kế, tô chiên kế, tại vì khăn mình chanh bông bông rồi bỏ viên bàm mà nụ tê. Còn tại thay vì miên chùm nội mùi chùm nốn, đại khi nhóm kết thang nẹ tạo khả của tại kết lăng vinh mà đông tiết sân, một nâng xâm ra chất chè lôi từ lơ viên. Cả ra chả nè rụp riêng kháng kháu ấy cư mình khô bì thép S bàm bấy plus, nâng S bàm bấy atra nụ tê. Còn tại cầm ra viên lăng đo bàm mùi chất bay mm, riêng kra chiên bông bông rồi bỏ viên bàm tích. Tại từ lơ tùm ngốn, cư sra chiên tràn cua xóm, vì miền tổng nguồn trâm 507 gram bằng nó. Tổng hôm bằng nét cứ lùm mồm nơi khăn ca chắp căn pra nơi khăn đai bàn sửu hào. Vì mình thức nguồn rưu tới tên vì bà dọc tam khu nô tê. Vì miền tổng hôm ếch răng đập mùi ảnh, miền cầm rớt bằng hành 1,600 con nâng 2,560 pixels. Nâng tạm bất bởi xin chỉ nhóm ọt bạp thay vì chỉ ạc rong TFT nè tặng ọc nếp rồi hai mình chạp rõm đăng nụ tì. Bước tử lưu sạch bò lưu ạc rong ní vì nơi tay bóng 21 khuyên đất chỗ bác mình chanh ạc rong AMOLED bằng màn lời. Dương nơi tại ai tu sản áo video được xài phép dôn ban cho bà lỗ nơi lưu ạc rong ní. Tại nơi bê để dương dô viên tại đại chất thép S8A trá dương nên sẵn kết đăng bị phép khó khăn rồi bỏ viên phim. Đào sạch rút phép nơi lưu thép S8A trá vì khuyên bò đất rõ chiên. Còn lại bà tây bò xó rưu bà tây bò khám áo vía bằng hành khơi đất trời chiến, bình lưu có riêng phư chiến đài. Nam mối bằng tế hệ cọng TFT vía riêng si tham một bộ thamo chiến, nâng miên cầm ra kra chiến bằng tế hệ cọng AMOLED. Chẳng hãy tôi thơ ảo rút riêng rồi bò vía là ông kra chiến bông rồi bò vía bằng tích phong đài. Hai xâm đáp kem hệ cọng rồi bò vía còn nơi sau riêng kra chiến thép S bằng bấy Atra bằng tích. Tại vía có lỗ đài, vía nghi sửu ở dưỡng chắc căn pra nơi khăn đài ban sửu, đào mình cho lắm bạc trời hệ cọng đào chạy đòn. Phần speaker stereo 4 crop nơi lưu thép S8 này, cứ nơi tại bắt đầu bọt bị sao đòn lõ nơi khăn ông ca sẽ đập đòn trây nâng tuốt đạc xa phép dùn. Vì bằng chân xâm lấy bàn lưu khăn nâng ngôm cho bàn lõ màn chanh thép S8 plus nâng thép S8 atra nô tê. Xâm rạp cả lạc si thép S8 đã đạt lụa nơi sử dụng dưỡng miên tổng hôm rèm 8 trí, ông chóng chám mở rồi mặc phê 8 trí. Bóng bẹ chip Snapdragon Agent 1, đây chỉ chip khăn cọp bóng phận mũi nơi bên này. Chẳng cả bà lưu cam vị thi thông thông của đôi chiếc game đại miên graphic thông thông, cứ viết ai ô ban rồi luôn lỗ đôi thép S8 Plus nâng S8 Ultra đây. Còn đã có mình làm cái đa khăn bê lên game dù đây. Viên đập ná ca đào Android 12 chứa mối One UI 4.1 hai tờ lưu mục nghe Samsung Dex nâng mục nghe second screen xâm rạp shop chứa mối laptop rưu PC, prao chi ạc răng TP có nơi tại miên bóng bẹo mô chứa mối đài. Ca prao multitasking lưu tablet ní có nơi tại thư ban lỗ đào dưỡng ai bác cam vị thi bấy nông phê tại mối bán. Còn tại tha multitasking nâng lưu tab S8 Ultra viên sửa prao chiêng đã xa vi miên ạc răng thông sở lạ chiêng. Xâm rạp bệnh S Pen ở bó viết cứ miên lửa bướn chạy tốt bằng mối chất 2ms đôi thép S8 Plus đáy. Viên này tại bắt đầu bắt bị sao đo xâm bố bài nơi khăn ông ca sở xe nốt, cú rút, rưu bào chia remote xâm rạp bình chia lưu ca đô bắt chồng riêng, nâng thô rút chạy đàm. Từ lớp này bắt đầu bắt đầu phép viên mình miên bằng cấp sensor scan của giá đáy đo sáu krom ở krong đôi bông ở bó viên nụ tì. Mục nghe scan của giá đáy viết thật nơi chỉ mối bột tông power nơi kiên khán sát đam ni vinh. Viết ai đo sao ban lướn đòi krom tại đạm riêng đáy bạc bị lưu bằng nó. Ấy lấy dương để giấy bị phát camera rồi bỏ viên bên mặt đón. Viên miên camera mốc tầm hôm đập 2 MP, aperture 2.4, chia bảo phên ultra wide. Bật tốt viên miên tầm hôm camera bôn bông bông rồi bỏ viên mên. Tại tầng lửa ca thô rút xe phí, nhóm sống kê khuyên tha viên thư phương mình xây chữa ban lõ bảo mạng tì. Rút đài phần lật chân mốc mình xây mọt lõ, hơi bảo thọ còn lại đài riêng sư bình lưu bẩn tích. Dương nâng khuyên sạch rút phía viết ra, bay mà nụ khuyên khám áo khô phi kháng cài. Hơi bình lưu gọt sao ấy đài. Bà dô rút thọt đại thọt nơi plong tại mùi một riêng chữ mùi nâng thép S8 Plus nâng thép S8 Ultra dương khuyên tha thép S8 Ultra thô rút xe phí ban cho bác xa chiên kì. Nam mùi đại xa camera mục đồ bó thép S8 Ultra vì miên len vai mùi crop tiệt đại miên aperture 2.2. Chẳng viết vừa ở rút thọt phần lật chân mốc lưu chiến nâng khuyên đất xa chiên. Trong nay thép S8 Plus có thua ban lõ cua xăm này vì riêng sư chiên thép S8 Ultra bằng tích mền. Tại rút viết còn bài chiên nơi lưu thép S8. Hai tờ lưới ca thọt video với ai thọt bán trâm cầm rớt Full HD 30 frame. Nâng miên mục nghĩa auto framing đại chỉ mục nghĩa đo sống khăn muối. Nâng bê dương thuê ca video call rư thọt video đại bê dương đa nghĩa tới chuối rư có tới sát đám.
កាមេរ៉ានេះនឹងធ្វើការស៊ូមចេញស៊ូមចូលរេប្លង់ចាប់តាមចលនារបស់យើងសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយវាមាន2គ្រាប់លែនតាម13មេហ្គាពិសែលអាភិឈើ 2.0 និងលែនអ៊ូត្រាវ៉ាយ6មេហ្គាពិសែលអាភិឈើ 2.2 គុណភាពរូបភាពថតចេញពីកាមេរ៉ាក្រោយគឺធ្វើបានល្អសាច់ពណ៌រូបភាពឃើញដិតស្រស់កម្រិតឌីថែលក៏ម៉ត់ល្អដែរតែសម្រាប់លែនអ៊ូត្រាវ៉ាយរូបភាពវាឃើញរឿងស្រាលបន្តិចទៅលើការថតវីដេអូវាអាចថតបានដល់កម្រិត 4K 30 frame សាច់វីដេអូវាច្បាស់តែសង្កេតឃើញថាពេលយើងកាន់ដើរថតវីដេអូវារៀងញាក់កន្ត្រាក់បន្តិចបើសិនយើងទុកដៃមិនបាននឹងល្អ Tab S8 មានថាមពលថ្មទំហំ 8000 mAh តាមការប្រើរបស់ខ្ញុំលើការងារទូទៅមើលវីដេអូនិងលេងហ្គេមតិចតួចវាស៊ូបានប្រហែល 7 ម៉ោងអីដែរហើយទៅលើការសាកបញ្ចូលថ្មវាក៏គ្រប់គ្រងល្បឿនសាក 45 វ៉ាត់ដែលចំណាយពេលប្រហែល 1 ម៉ោង 20 នាទីសម្រាប់ការសាកមួយពេញ អញ្ចឹងទាំងនេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Galaxy Tab S8 វាមានរូបរាងតូចស្រាលងាយស្រួលចាប់កាន់ប្រើប្រាស់និងដាក់ទៅតាមខ្លួនវាមានអេក្រង់ច្បាស់ល្អ speaker លាន់ពីរោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងនិងមានមុខងារប្រើប្រាស់សម្បូរបែបយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានចំណុចខ្លះរាងស្ទើរជាងបងរបស់វាផងដែរដូចជាមិនប្រើអេក្រង់ Super AMOLED និងមានទំហំតូចជាងមិនមានមុខងារស្កែនក្រយ៉ាដៃក្រោមអេក្រង់កាមេរ៉ាមុខថតរូបនៅស្ទើរជាង វាមានតម្លៃ $869 មិនថោកប៉ុន្មានទេហើយខ្ញុំគិតថាយល់ល្អអ្នកអាចថែមលុយបន្តិចទៀតយក Tab S8 Plus តែម្ដងក៏ប្រសើរដែរព្រោះអ្នកនឹងទទួលបានអេក្រង់ Super AMOLED ដែលបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ជាងនិងមានទំហំធំជាងកាមេរ៉ាមុខវាក៏ថតរូប selfie បានស្អាតជាងដែរតែបើគិតថាចំណុចខ្វះខាតទាំងនេះវាមិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកទេ Tab S8 គឺជា tablet ដែលខ្លាំង នឹងអាចបំពេញតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកបានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនីកាជាមួយការធានាត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនផងដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត